Cường Audio xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm của bên mình, đó là dây le chim XUXMA2. Đây các bạn có thể nhìn thấy XUXMA2. Đây là một dòng sản phẩm mới được chế bản từ XUXMA1 và cái dây le chim 3 màu. Bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong nó như thế nào nhé. Thì đây là một dây le chim XUXMA2. Thì bạn nhìn có thể thấy rất là tương đồng với dây le chim 3 màu đúng không? Đây cũng là màu. Ở đây nhá, thì đầu màu hồng các bạn sẽ cắm vào đầu da của sao cạc. Đầu màu đen thì các bạn cắm vào điện thoại. Và đầu màu xanh này thì là cắm vào đầu vào của sao cạc, nhưng mà thường thì mình sẽ không dùng đến. Và ở trên này sẽ có công tắc cho các bạn, công tắc AB. Thì cái công tắc này ấy, thì nó rất giống cái công tắc này rất giống với cục XUXMA1. Và bên cạnh đây nó sẽ có sản phần earphone này, các bạn có thể kết nối với tai nghe đó. Cục này tương tự cục XUXMA1. Cục XUXMA1 ấy thì nó sẽ có cổng có hai dây cho bạn, là dây trước dây sau, dây ngang đó, ba hai đầu 3.5, mà dây này nó liền luôn thì nó rất là tiện hơn cục XUXMA1 rất là nhiều. Thứ hai là có một thì nó sẽ dây nó phải cắm vào, còn này nó liền thông suốt hơn. Thì cái video này chỉ là video giới thiệu cho các bạn, tôi đọc hộp về cái dây le chim XUXMA thôi. Thì video sau mình sẽ có một cái video hướng dẫn sử dụng chi tiết, cũng như là video test cái dây này xem chất lượng của nó khác gì so với dây le chim 3 màu, dây live stream ở cục live stream XUXMA1. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo của Cường Audio. Và đây là dây live stream XUX. Để đặt hàng thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0976508260 hoặc qua website cườngaudio.com để tham khảo các dòng sản phẩm, hoặc qua Facebook fanpage facebook.com/cườngaudiopage và nhắn tin nhau qua Facebook cho mình. Các bạn nên nhắn tin qua Facebook cho mình thì nó tiện hơn, vì trong trường hợp mình đi ra ngoài ấy, thì có thể là không nghe điện thoại của các bạn được. Thì mình phải nghe nhiều lần. Ok, xin chào và gặp lại bạn nha.